Xin chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cái chương trình đào tạo Facebook mới mà tôi vừa mới nhận được yêu cầu, và sau đó thì cũng triển khai ra chương trình đào tạo đại trà. Thì năm 2019 thì tôi cũng có vinh dự trong cái quá trình là triển khai dạy các lớp về Blue Green cũng như là triển khai Facebook cho các tập đoàn lớn. Thì trong cái quá trình triển khai đấy thì bắt đầu nó phát sinh ra một vấn đề, đó chính là khi dạy các bạn ở các lớp mà ở những người là các tập đoàn lớn thì các bạn có một cơ hội rất tốt là có tiền do tập đoàn cung cấp và có tiền để có thể chạy test thử. Thì từ đó dẫn đến việc là quảng cáo khá là hiệu quả, các bạn sẽ chạy và làm việc luôn được. Nhưng mà đối với những bạn bình thường khi chúng ta mới học hoặc là chúng ta là doanh nghiệp nhỏ, chưa có nhiều tiền chạy quảng cáo, nghĩa là quá trình chạy quảng cáo chúng ta không đạt được hiệu quả. Và từ đó dẫn đến một vấn đề là các bạn rất mong muốn làm thế nào để có thể học được một lớp quảng cáo mà có thể thực hành một cách cao độ nhất. Thì lúc này sau một thời gian cũng khá là dài, mất khoảng tầm 4 đến 5 tháng để nghiên cứu, thì bọn tôi mới đưa ra được một cái giải pháp, đó chính là gì? Là các bạn tham gia khóa học về Facebook của bên tôi trong thời gian lên tới 21 buổi, 6 buổi lý thuyết, 15 buổi thực hành. Bọn tôi sẽ cung cấp cho các bạn luôn sản phẩm để chạy, để test thử, và ngân sách quảng cáo lên tới 50 triệu. Thì lúc này là các bạn sẽ test bán sản phẩm mà bọn tôi đang kinh doanh rồi, nghĩa là những sản phẩm này đã có doanh số. Và khi các bạn chạy thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể kiểm soát được quá trình chạy đấy dựa trên những kiến thức đã có sẵn rồi. Và với việc được tiêu ngân sách lớn thì chúng ta sẽ có cảm xúc và có cảm nhận tốt hơn trong quá trình tiến hành làm về quảng cáo. Thì thời gian học lý thuyết thì là 6 buổi để các bạn nắm được quy trình, form, biểu mẫu và tất cả các thứ liên quan đến quá trình quảng cáo. Nghĩa là bọn tôi sẽ cung cấp cho các bạn từ kế hoạch này, mẫu kế hoạch để điền này, mẫu phân tích thị trường, mẫu câu quảng cáo này, cách thức làm action plan này, cách làm KPI. Và tóm lại là chạy quảng cáo gồm những form biểu nào chúng ta sẽ được học và triển khai trong 6 buổi. Sau đó thì 15 buổi thực hành với sản phẩm được tiêu tiền. Thì lúc này các bạn được giao sản phẩm, chúng ta sẽ thực hành như những nhân viên kinh doanh một cách thực sự. Trải qua tất cả các giai đoạn trong quá trình tiến hành phân tích bán sản phẩm và chạy, được có cảm xúc trong quá trình tiêu tiền. Vâng, với ngân sách 50 triệu một ngày, 50 triệu một tháng này thì các bạn có thể tiêu được lên tới 1,5 triệu một ngày trong quá trình quảng cáo. Nó cũng là một con số đủ để các bạn trải nghiệm được. Và lúc này thì với những cái hoạt động kinh doanh và quy trình có sẵn thì các bạn sẽ thấy được là trong quá trình kinh doanh thì chúng ta nên làm quy trình nào thì nó mới là hiệu quả. Vâng, thì đấy chính là nội dung chương trình khóa Facebook. Trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 với số lượng chỉ có 10 người. Và như vậy thì các bạn 10 người này sẽ được đào tạo một cách chuyên nghiệp nhất trong tất cả các lớp liên quan đến vấn đề về Facebook Marketing. Hiện nay bây giờ thì khá ít những đơn vị đào tạo về Facebook Marketing cho phép các bạn bán sản phẩm của họ và tiến hành tiêu tiền quảng cáo. Tại vì chỉ có những đơn vị nào làm kinh doanh thực sự như bọn tôi thì bắt đầu mới có cơ hội để thực hiện được việc này. Và hy vọng những bạn nào có quan tâm tới quá trình làm quảng cáo với Facebook và muốn thực hành một cách thực sự, muốn tiêu tiền một cách thực sự và muốn làm một quy chuẩn và chiến lược một cách thực sự thì chúng ta nên tham gia khóa học Facebook Marketing vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Lớp chỉ có 10 người. Và hiện tại bây giờ thì cái phần liên quan việc là cái người ta đăng ký khá là nhanh. Nên nếu là bạn nào mong muốn và chúng ta muốn đi học thì hãy inbox, đúng không? Chúng ta hãy comment tại cuối clip này. Các bạn hỗ trợ lớp học của tôi sẽ tương tác lại và các bạn sẽ có cơ hội để chúng ta sẽ học lớp Facebook Marketing thực hành, tiêu tiền và bán sản phẩm một cách trực tiếp. Cảm ơn các bạn.